Các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát minh ra một loại thiết bị nha khoa có mục đích là ngăn chặn bệnh béo phì bằng cách là bịt miệng mọi người lại theo đúng nghĩa đen như thế này. Sản phẩm này đã được trình bày chi tiết trong một bài báo trên tạp chí Nature. Được quảng cáo là thiết bị giảm cân đầu tiên trên thế giới giúp chống lại đại dịch béo phì toàn cầu. Thiết bị này được cấy lên hai hàm của bệnh nhân. Hệ thống phức tạp gồm các nam châm và bu lông tùy chỉnh cho phép người đeo chỉ mở miệng khoảng từ 1 đến 2 mm. Về cơ bản, người đeo vẫn có thể nói chuyện, uống nước hát hò, chỉ là muốn ăn nhưng không ăn được nhiều một lúc. Trong khi hội muốn giảm cân vẫn đang nghi ngờ phát minh này, thì một thử nghiệm tại New Zealand đã chứng minh người dùng giảm trung bình 6,3 kg trong 2 tuần và có động lực để tiếp tục hành trình giảm cân của họ. Hơn hết, nếu cảm thấy rất nản và không thể ngừng nghĩ về thức ăn, thì sản phẩm này cũng có một bộ dụng cụ giúp người tháo ra tại nhà.